chương trình huy động vốn mới nhất của ngân hàng bảng Việt, Vietcapital Bank. Theo Vietcapital Bank, chương trình huy động vốn lần này dành cho tất cả các khách hàng cá nhân có gửi tiền bằng Việt Nam đồng với mức gửi tối thiểu là 3 triệu và kỳ hạn gửi từ 1 đến 13 tháng, lãnh lãi cuối kỳ trong thời gian từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 28 tháng 11 năm nay. Tất cả các mã số dự thưởng sẽ được tổng hợp lại và tổ chức quay số điện tử chọn ngẫu nhiên những khách hàng may mắn nhất, dự kiến vào ngày 5 tháng 12 tới. Thì cái việc mà chúng tôi quay số điện tử làm cái chương trình, chúng tôi có đăng ký với lại Sở Công Thương. Cái phần mềm mà quay số điện tử là được giám định bởi chuyên viên kỹ thuật của ngân hàng cũng như chuyên viên kỹ thuật của Sở Công Thương để đảm bảo cái tính trung thực và tính chính xác. Cái vấn đề này thì khách hàng không có hoàn toàn có thể yên tâm là cái độ chính xác và độ trung thực của cái chương trình này đã được đảm bảo bởi cơ quan pháp quyền là Sở Công Thương Hồ Chí Minh cũng như đã được kiểm tra rất kỹ của Trung tâm Công nghệ Thông tin của Ngân hàng Bảng Việt. Được biết tất cả những giải thưởng đều là hiện vật gồm thẻ ghi nợ nội địa, nhẫn và trang sức kim cương có giá trị từ 1 triệu đến 100 triệu đồng mỗi giải.